tuổi, xem nào. Không có gì để mình biết à? Có hiểu gì không? Anh nghĩ là không phải là hội họa đâu mà là gạch đất nền đấy. Không vào thưởng thức mấy tác phẩm nghệ thuật. Một ngày nó không đủ tiền. Có cái da đúng không? Ý trời ơi, đợi mà vào được quay. Thank you.
Thủy ơi, trưa nay có lẽ bọn anh không ăn cơm, ăn cơm chó. Cơm chó, đầy lắm rồi. Nó đông quá nó đéo thèm mời. Để mình đi bộ ra chỗ ăn. Em ăn xôi này em no. Em ngồi em ở đây em ngồi không được cùng. Cái bát này khó lắm. Ăn và mồm thì còn phải xấu hổ nữa. Ăn đi anh. Em ăn đi mà đi rồi để tí em còn ăn bố sò à. Ngon á. À ở đấy có nhiều loại bánh á, anh muốn nằm một thứ ấy. Em ăn đi, em gọi bánh em ăn. Mua cái nhà đấy ở đây. À thả nào đây hay mua cái nhà này ở ừ. Thôi ở đây mất tiền thuê người làm vườn lắm. Dẹp còn cái chỗ nào đâu. Là mất 2 củ. Mất 1 triệu thì nó kéo sẽ mất 1 triệu rồi. Bán này bao giờ ấy nhỉ?
này có bán theo chiếc này. 12.000 một chiếc. Thôi. Ăn một hai chiếc rồi. Thôi. Hai chiếc đấy cuốn được 4 cái. Chả tươi, màu kiên. Đông nhỏ. Từ từ xin thêm một bát con. Đặc sệt. Nóng rồi, cái này khác gì nhau. Đây đủ. Không biết ăn mà thấy ngon mắt. Úi giời ơi này, chấm này vào rồi này. Chấm rồi, xong. Ôi, đây nó có cho đỗ đâu mà. Ờ, vào đây đấy. À, binh ra đây. Úi giời, máy bay tàu bỏ ra đây. Rồi rồi, xong rồi. Chị ơi, đẹp thế. Giờ đây này, toàn các cháu người ta đến xem lịch sử này. Đẹp thế, chị ơi. Toàn mấy... Thế đấy, đấy là việc chúng nó. Được, ok. Chơi ở đây 20 phút thôi. 4 giờ cái gì? Đi vào sờ cái máy bay cái này ra. Mùa đông được, mùa đông không nắng. Đấy. Ờ. Xe tăng với pháo máy bay. Hình như giờ này không cho sờ nữa rồi. Lọ cho trèo lên này không cho trèo nữa. Ờ, mới dán cái này này. Như khỉ thôi. Không leo trèo, biết vẽ lên. Ờ. Cái này là cái ngư lôi à? Không, không. Có tên nhỉ? Ở đây không có. À, tên ở đâu này? Ở đây là ông phóng ngư lôi. Tên lửa. Có tên lửa nó lại có cánh nhỉ? Ờ, nói chung là cũng được biết. Tên lửa B-15. Gớm nhỉ? Tên lửa. Đây là tàu phóng từ. Ui, bộ đội tư lệnh hải quân mình chế tạo ấy chứ. Súng này Trung Quốc.
Đây là pháo phòng không 37 ly. Có đi, chụp ra chụp yếu mà, Phúc ơi, chụp với pháo đi em. À, anh có cầm USB không? Có. Có chụp bằng máy chị đi. Không, pháo nó mới đẹp. Súng ống như thế này chứ sao. Bố nó còn thích nhá. Đây là điệp mày quay lên tao lên tao đái cái điệp. Ui giời, đây là hai khẩu súng này mới ác này. Hai của tăng này mới là chuẩn này. Hai của tăng. Chụp kiểu ảnh nhá. Này trông cái vết phay vết phiếc của nó trông nó thô nhỉ. Nhìn từ xa thì trông nó vậy nhưng mà toàn bằng sắt mới đúc rồi. Ờ. Đang nhét. Máy bay của Liên Xô. Đây. Máy bay này Liên Xô chế tạo cho Việt Nam. Cũng bé nhỉ? Nếu mà so với bay bây giờ là quá bé. Nhưng mà cái sải cánh nó dài nhỉ? Trông nó nhiều lắm. Sải cánh nó. Ờ, bọn này nó đi cái con đường đồi núi đình của phóng tử à? Ô, cứ tưởng là xe chở quân nhưng mà đây là ông Việt Nam ông cải tiến đi chứ, cải tiến từ xe kéo pháo. Gươm, chụp gươm. Chassis con này. Đấy, đi chụp thuê để kiếm tiền hả? Ừ. Xem tên nửa đi. Phúc ra chụp cái tên nửa đi. Pháo là nó nhỏ. Em cứ pháo với tên nửa em chụp anh. Bảy máy bay Mỹ. Chưa được bắn được 7 máy bay Mỹ rồi. 17. Là những ngôi sao ở chiến đấu kìa. Ôi giời, súng hài lòng luôn này. Pháo phòng không tự hành. Ui lại ra xem con Su 22 này. Trông nó đã khác rồi nhỉ. Chơi đi. Mạng bên xe ô tô để ô tô.
Con tâm lâm. Đây phở tâm lâm. Cuối cuốn. Ừ. Con này mới to nhỉ. Con này nhỏ vua chiến trường pháo 105 hay sao nhỉ. Phải đi ra xem nó có loại gì. To à, dã man luôn. Ừ, 130 cơ mà. Chứ không phải 105. Pháo 75 Nhật Bản à. Ôi giời trông như đế chế. À. Hết giá trị sử dụng. Ui, nước miễn phí. Nhưng mà nếu mà lắp vào cái cây thì nó lại siêu hơn nhỉ. Đẹp thật, toàn bê tông nhưng mà rất là đẹp. Màu trông nó đúng màu bản tàng. Một màu. Thế đi vào nơi này cũng được. Ai thiết kế? Máy bay treo. Đằng sau chắc chưa có gì. Yeah.
cái máy điện đàm. Trông nó xấu nhỉ? Đây nhét là cơ quan máy bay vào đây mới ác này. Đây để chụp phát đây nè. Vinh 21. Giấy thông hành ngày xưa này. Quân xa là cái gì anh? Là máy bay à? Đường Trường Sơn. Vào ngắm idol đi. Anh ngắm idol hả? Đấy, ai idol? Đâu phải là những mấy sân đón đấy. Ngày đấy mà các cụ đã độ chế rồi nhỉ? Độ chế đua vào đây. Để cho nó khỏe rắn này. Đang chơi đấy. Cái đấy bà để làm gì? Cho nó khỏe. Thế à? Cho đỡ bị méo bánh này. Còn đây là ống này, ống điếu cày. Mỏ đạn pháo. À, cũng biết à? Đây là ống phóng tên lửa. Mỏ đạn pháo là cái này. Trung ương mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Cháu cũng giỏi đấy. Giỏi. Nào nào em đọc lại từ đầu để chị quay không? Quay rồi, quay rồi. Ui giời, ngày xưa các cô đã chơi bài đấy cả. Cái bộ bài này là bài gì, bài mới làm cũ đi. Đây à? Cái bài đem gì? Đây đây, giải trí à? Giải trí. Chúng nó quỳ nó uống nước. Ôm vừa nãy mình ra được một bên. Đây là xây dựng đất nước rồi, xây dựng bảo vệ đất nước.
Con là xem đây đấy. Con mà. Đây, chiến tranh biên giới 79-89.
Chúng tôi xin nhắc lại, cháu Phương Vi Quỳnh Anh, nhà ở phường Xá, ra ngay bởi lễ tân mẹ cha đang chờ. Chúng tôi xin nhắc lại, hiện nay bảo tàng đang rất đông khách tham quan, đề nghị quý khách nâng cao cảnh giác, lưu ý tự bảo quản giữ gìn tài sản cá nhân. Thắp lên bay thật đi. Bay thật mà bay được. Xong rồi, đi đi. Mấy rau trộn rồi. Đi uống rượu bắt cháo này.
Lâu lắm mới được là đi ăn một bữa ăn mà nó heo thì mà không có tí bia rượu vào luôn. Dạ. Chưa có. Chuẩn luôn. Không có, không có. Chưa xích đế. Đây toàn có nước lọc. Đây toàn có nước lọc nha. Không trà đá. À không có trà đá. Ở đây không có trà đá. Đấy Coca-Cola nhá. Mang Coca-Cola vào, ông người bảo là trông thấy ngon đấy. Mẹ vào cà chanh. Có sữa ăn không? Ba má. Ăn băng mua chưa? Có mấy không cho ấy. Đây rồi, tôm cá đây rồi. Ôi trời ơi. Mai mới thấy tôm cá. Cá tôm đây. Ừ. Cái cơ ren chắc nó như nhau thôi mà anh. Cơ ren nó đều ren tiêu chuẩn, cái đều là cái ren 21. Đây ạ. Đây một cơ này chỉ là ra uống nước thôi. Đi theo bác này không là lạc này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ô này nho quế đợt này nó mở rộng nhỉ? Đợt trước mình đi bé đợt này nho quế mở rộng đấy. Xài. Lùi được mà. Anh bơi rồi. Này chưa phải giống thầy ấy. Đấy. Rồi thà cho chồng cẩn thận đấy. Hả? Có xuống ra tay. Cái đoạn mà đi vào tôi thấy nó càng sáng lúc này. Cảm giác mình đứng bên này thì cái thuyền nó nghiêng bên kia xong mình lại đứng lại nhỉ? Chả vậy. Cái nặng của mình nó khủng khiếp, nó quá khủng khiếp. Xuống dưới à? Đây là nhớ cái cảnh ngày xưa học ba học bài Tràng Giang nhỉ? Chào đấy, chào đấy cả nhà ơi. Chào các bạn. Chào các bạn. Đây đây đây. Ông nào cũng chụp bác của em tôi nhau đấy. Đây chụp ảnh. Đúng mà tầm này thì nếu mà như ngày này được tầm 5 giờ. 5 giờ từ đây chỗ ấy thì là đi. Nó nhìn này, nó là lá cây mà toàn lá cây, cành cây gì đầu nguồn về. Hoặc là các bè nó sẽ phải có cái dây kiểu dây xích ấy nhỉ? À dây phao ấy để nó gạt hết ra ấy, để cho nó nắm chứ. Có phanh không? Đấy, phanh đấy, phanh đấy. Phanh đấy. Rồi phanh rồi. Ô à, đẹp luôn. Mẹ ơi, thằng này làm sao mà bơi được ạ? Tôi có chán không mọi người? Anh trước thì có mà bác nhớ rồi, có bác Thủy bác còn quay nữa.
được cái chỗ trung tâm. Này Su ơi, đi lên đi Su ơi. Ngã đấy. Ui lại gần đẹp nha, tuyệt phẩm luôn đấy. Làm làm sao rồi em, cái này là nước ở trên chảy sông suối nó chảy xuống. Thác Giàng. Đấy, những con mắt háo hức. Ê, người ở đây nhưng mà đã bao giờ lên được cái này đâu, đúng không? Phỏng vấn đang phỏng vấn đấy. Không có khách, không có cái quả cứa này thì không bao giờ lên đây. Lại nhìn cái cây sung đã đủ chế độ sung sướng rồi. Thấy sướng rồi. À, chít chít. Đây tắm ở cái húng cái bể kia. Đây trong đây có phòng thay đồ này. Ôi, cô cho cháu xin cái chiếu ở đây nữa. Vô cực luôn. Vâng, cháu quay. Con này đi, con bỏ dép trên. Không, có đi dép mà cho đỡ trơn. Trơn đấy nhá. Đây, bơi ở dưới này thôi, đừng có đi lại đấy nhiều, xuống nước luôn đi. Sao? Mệt rồi. Không phải đi. Em không bơi à? Mẹ. Không, ơi. Đấy. Đây là cho tấm ảnh nào. Kéo trơn nhá. Không mới bay à?
lắm rồi. Đưa cái kéo đâu đấy? Rồi, chính nuôi em bé. Nhiều động quá. Làm thức kiểu ảnh à? Làm thức kiểu ảnh nè. Em bé thì là như thật luôn. Đấy phải như thế chỉ đạo. Bỏ đi đâu? Đó được đó được. Thôi thôi mọi người báo phao rồi nhá. Chỉ đi. Đâu tin được tài đấy đâu. Chỉ đi cho mày. Đây Lương ăn nhau ở quận này này, đoạn này dạ, ăn nhau ở đoạn này không là ủi nhá. Quen ngay mày. Ờ. Đi lái ô tô nhiều nó quen ngay. 13 này. Lắc cái tờ cho anh. Ok, phải mua vé rồi. Ui giời, sợ nhà vào tận chân công trình luôn này. Ngoan luôn. Bây giờ đi lên lại, lại quay lại. Gió nó thổi đi. Chụp view cả anh đi thì thấy nha. Còn Trương. Đây cái võng mà đang nằm như cái hôm đấy chị nằm. Hồng chanh mà, ui ơi hồng chanh mà, đây này. Nhìn thế này em biết là nó hồng chanh này. Quên đi đừng nghĩ đến nó nữa, quên đi đừng nghĩ đến nó nữa. Cái tàu kia nó đi qua nó hồng chanh thôi. Ờ. Tín hết mà. Ôi trời, quạt cũng lắc lư mày. Đại bàng. Ủa đấy. Đây có
cá quay. Chim lùi. Hôm nay em được kia hai hôm rồi.